Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chữa bài tập phần bổ trợ phần bài văn chung. Đầu tiên là môn đai số 1, bài 1 này. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc dịch bài này và trả lời các câu hỏi nhé. 話す bài には大概聞き手がすぐ近くにいて、その時その場で自分の考えに表現を与えながらさらなる考えを進めていく。Trong trường hợp chúng ta nói chuyện ấy, đúng không? Thì tai gai, đây người ta ghi này, tai tê. Thực ra cái chữ này là chữ có kanji nhá. Chữ tai gai này là chữ gì nhỉ? Là chữ đại và chữ khái. Đây, tai gai, đại khái. Nhưng mà bởi vì cái chữ khái là chữ của N1, do vậy người ta không có ghi vào. Trong trường hợp chúng ta nói chuyện ấy, thì đại khái là cái người nghe sẽ ở ngay gần bên cạnh chúng ta, đúng không? Sugu chikaku là ở ngay bên cạnh, ở ngay gần chúng ta. Và chúng ta sẽ làm gì nhỉ? Chúng ta sẽ ataeru, chúng ta sẽ đưa, chúng ta sẽ tạo những cái biểu hiện, đúng nhỉ? Đấy, đưa những cái biểu hiện vào trong gì đây nhỉ? Vào trong cái suy nghĩ của bản thân mình vào lúc đấy, ở địa điểm mà nói chuyện với người ta. Và chúng ta tiếp tục thúc đẩy cái suy nghĩ của mình về phía trước, đúng không? Hơn nữa, thêm nữa nhé. Saranaru là có nghĩa là hơn nữa, thêm nữa. Đây, saranaru. Sore ni taishite là đối với, xin lỗi, trái với cái đó. Vậy cái đó là cái gì, đúng không? Đây, ở đây có chỉ thị từ là từ sore, trái với cái đó. Trái với cái đó thì cái trường hợp mà chúng ta biểu hiện, đúng nhỉ? Biểu hiện cái việc gọi là viết ấy. Vậy thì ở đây là đang là gì đấy các bạn? Đang là nói, đúng không? Vậy thì trái đây, vậy là cái đó, nó là cái đó là cái nói nhá. Đấy. Trái với cái nói này ấy, thì trong trường hợp mà chúng ta biểu hiện cái hành vi gọi là viết ấy, thì taite wa hitori de jikkuri jikan o kakete noto ya pasokon nado o tsukatte kangaeta koto o moji ni shite itari arui wa kangae nagara moji ni shite iku koto ga oi hazu desu. À, trong trường hợp mà chúng ta biểu hiện cái hành vi viết ấy, thì đại khái là, đúng nhỉ, đại khái là chúng ta sẽ một mình, đúng không? Hitori de là một mình nhá. Chúng ta sẽ kiểu như là sử dụng thời gian, tiêu tốn thời gian một cách rất là jikuri, một cách kỹ lưỡng, cẩn thận. Chúng ta sử dụng những cái công cụ như là gì nhỉ, như là noto, như là gì nhỉ, sổ, đúng không, hay là máy tính này. Chúng ta sẽ làm những cái việc như là chúng ta biến, đúng không, chúng ta biến những cái điều mà chúng ta nghĩ thành chữ, đúng không nhỉ? Kangaeta koto o moji ni suru có nghĩa là biến cái nọ thành cái kia nhá. Đây, nó là cái cấu trúc cơ bản thôi của N4 thôi. N1 o N2 ni suru có nghĩa là biến cái N1 thành cái N2, làm cái N1 thành cái N2. Thì ở đây là chúng ta sẽ biến những cái điều mà chúng ta nghĩ thành chữ viết. Hoặc là từ arui wa có nghĩa là hoặc là. Hoặc là gì nhỉ? Kagae nagara moji ni shite iku koto ga oi hazu desu. Hoặc là chắc chắn ấy là sẽ rất là có nhiều lúc chúng ta sẽ là gì nhỉ? Chúng ta sẽ vừa nghĩ, đúng không? Chúng ta vừa viết. Kageta koto ga kiezu ni moji toshite nokoru koto mo hanasu bae to wa okiku chigau ten desu. Cái việc mà, đúng không? Đây. Cái việc mà gì nhỉ? Cái việc mà những cái điều mà chúng ta suy nghĩ nó không mất đi nhá. Zu ni chính bằng nai de, đúng nhỉ? Kieru có nghĩa là biến mất, thì kie nai de là không mất đi. Cái việc mà những cái suy nghĩ của chúng ta nó không biến mất mà nó vẫn còn sót lại, nó vẫn còn lại dưới dạng chữ viết ấy, là cái điểm mà gì nhỉ? Là cái điểm khác biệt lớn nhất so với trường hợp nói chuyện. Đấy, tức là sao? Tức là những cái gì chúng ta nghĩ chúng ta viết ra thì nó vẫn còn lại dưới dạng chữ, không như là nói xong là nó bay mất, biến mất luôn, đúng không? Chodo hon という活字メディアが読者にとって自分のペースで考えながら読んでいくことができるのと同じように書くという行為は話すのと違って自分のペースで行きつ戻りつしながら考えを進めていくことができる表現方法なのです。もう câu rất là dài, đúng nhỉ? Ở đây người ta chú thích cái katsuji media là gì nhỉ?
ここでは活字で書かれたもの、cái thứ mà được viết bằng chữ in. À, thì đây chúng ta cứ dịch là gì nhỉ? Cái những cái gì nhỉ? Những cái công cụ thông, những cái công cụ truyền thông bằng chữ in nhá. Đấy. Ở đây có cái ngữ pháp có cái dạng cố định là chodo và yo, đúng nhỉ? Giống. Đấy. Những cái gì nhỉ? Những cái công cụ truyền thông mà sử dụng chữ in ấy, như là hôn chẳng hạn, như là sách chẳng hạn, thì đối với người đọc, đúng nhỉ? Thì đối với người đọc, đây, dokusha ni totte, đối với người đọc nhá, có thể làm sao đây? Có thể vừa kangae nagara, có thể vừa suy nghĩ, đúng nhỉ? Có thể vừa suy nghĩ, jibun no pace, pace nó có nghĩa là nhịp độ, tốc độ. Đấy, nhưng mà trong trường này chúng ta không nên dịch là nhịp độ hay tốc độ, chúng ta chỉ cần dịch là có thể jibun no pace, kiểu như là nghĩ theo ý của mình ấy, theo những gì mình mong muốn, mình muốn làm sao thì làm. À, những cái gì nhỉ, những cái công cụ truyền thông sử dụng chữ in như là sách chẳng hạn, thì đối với người đọc, đúng không nhỉ, nó gì đấy, nó là cái thứ mà chúng ta có thể làm sao, có thể vừa đọc, đúng không nhỉ, vừa suy nghĩ, vừa đọc vừa suy nghĩ, tùy theo ý muốn của chúng ta nhé. Đấy, thì giống với cái đó, giống với cái này, thì kaku toyu koyu wa, thì cái hành vi viết ấy, đấy, ở đây người ta đang so sánh hai cái có sự giống nhau, đó là cái hành vi viết và gì, và những cái công cụ truyền thông này nhá. Onaji yo ni, đây này, ý là giống như là cái thằng Katsuji Media này, thì cái hành vi viết làm sao? Cái hành vi viết ấy nó sẽ khác với nói. Như vậy là cái Katsuji Media này sẽ giống với viết và khác với cái nói ở đây, đúng không? Hanasu no tochigate, nó khác với lại cái ngôn ngữ nói. Bởi vì nó là một cái gì nhỉ? Nó là một cái hoho, nó là một cái phương pháp biểu hiện mà có thể gì nhỉ? Có thể xúc tiến suy nghĩ, đúng không? Mà vừa làm sao đây nhỉ? Cái ba nhé. À, ikitsu, modoritsu, người ta giải thích này. Itari, kitari, à, kiểu là đi qua đi lại ấy, vừa đến vừa đi ấy. Ở trong cái gì nhỉ? Ở trong những cái tùy theo cái ý của mình muốn thể hiện. Đấy. Ở đây người ta đang so sánh. Nói chung là cái bài này thì nó cũng hơi trừu tượng một chút. Vậy thì các bạn thấy ở câu số 1 này, người ta đang gạch chân cái cụm kaku toyu hyogen, cái biểu hiện viết, đúng không? Và người ta sẽ hỏi như sau. Kaku toyu hyogen wo suru bai no tokucho toshite hisha ga nobete iru no wa dore ka? Cái đặc trưng của trường hợp mà gì nhỉ, mà biểu hiện là viết mà tác giả đang đề cập đến là cái nào trong số những cái này. Đấy, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái đặc trưng của văn viết là người ta đề cập đến là đoạn nào các bạn, đoạn này đúng không? Đây, trong đoạn này là nó đang nhắc đến những cái đặc trưng của nó. Đấy. Thì chúng ta sẽ lấy cái thông tin từ cái đoạn này đúng không? Và đặc biệt ấy là đây nó có một câu định nghĩa, đúng nhỉ? Một câu định nghĩa là gì đấy? Đây, cái câu cuối cùng đây này. Kaku toyu koi wa, đúng nhỉ, cái hành vi viết ấy, nó là cái phương pháp biểu hiện này. Vậy thì khả năng rất cao là đáp án nó sẽ ở trong cái khu này, cái đoạn này nhé. Vậy bây giờ chúng ta xem có cái nào giống giống như thế không. Chúng ta cùng xem này. Câu 1 này. Jikan o kakeru hodo umaku kaku koto ga dekiru. Hodo đây mang nghĩa là càng mà tốn thời gian ấy, càng tiêu tốn thời gian, càng sử dụng nhiều thời gian thì càng có thể viết tốt. Không nói, đúng không? Trên thì kia không có nói như thế. Đấy. Người ta không có mang tính chất tăng tiến là càng cái nọ thì càng tốt cái kia như vậy. Câu 2. Yomite no hanno sozo shinagara kaku koto ga dekiru. Vừa tưởng tượng phản ứng của người đọc vừa viết. Sai. Trên bài này cũng không có chỗ nào nói là vừa tưởng tượng phản ứng của người đọc vừa viết nha các bạn nhé. Ở đây là sai. Tiếp theo. Câu số 3 này. Dogu o ryo suru node kangae o hayaku matomeru koto ga dekiru. Bởi vì nó sử dụng các công cụ, do vậy cái việc tổng hợp suy nghĩ nó nhanh, không có mối quan hệ nhân quả giữa việc sử dụng công cụ và cái việc tổng hợp suy nghĩ nhanh, đúng không? Do vậy đây là một câu cũng không chính xác. Câu số 4 này. Nandomo yari naoshi o shinagara kangae o susumeru koto ga dekiru. Có thể vừa thì nhỉ, vừa làm đi làm lại nhiều lần, vừa xúc tiến cái suy nghĩ của mình. Đây là đáp án chính xác. Bởi vì sao? Bởi vì cái này chính là cái nội dung của câu cuối cùng đấy. Đây các bạn thấy này. Câu đấy đây.
Đấy. Nhá. Nó là một phương pháp mà có thể xúc tiến suy nghĩ của mình trong lúc mà chúng ta ikitsu modoritsu là gì nhỉ? Đến đến đi 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 lại lại. Tức là gì? Tức là thực hiện. Đây là nó đang nói về các ý tưởng, các suy nghĩ ấy. Các suy nghĩ nó đến rồi nó lại đi, tức là làm sao? Tức là chúng ta cứ nghĩ xong cái ý nọ rồi chúng ta nhỉ, có thể là nó mất đi xong lại ý khác lại đến, cứ vậy cứ vậy. Thì đây là cái biểu hiện gì đây nhỉ? Mang tính chất đồng nghĩa. Đấy. Cái nandomo yari naoshi shinagara này nó sẽ giống như là gì đây nhỉ? Nó sẽ bằng với cái dụng pháp người ta dùng là gì nhỉ? Ikitsu. Thực ra là có kanji của chữ Modoritsu nhưng mà người ta lại không viết. Đấy. Shinagara nha. Nó bằng cái này. Đúng không? Đi đi lại lại đến đến đi đi những cái dòng suy nghĩ đó. Thì chúng ta sẽ chọn đáp án đúng của chúng ta là đáp án số 4, đúng chưa? Tiếp theo này. Shikamo kangeta koto o moji ni shite iku bae ii kagen de aimai na mama no kangae de wa nakanaka bunshou ni narimasen. Thế, thêm nữa, Shikamo không phải là Shikashi đâu các bạn nhé. Shikamo là giống như là mata, sarani. Thêm nữa, trường hợp mà chúng ta biến những điều chúng ta suy nghĩ thành thành chữ viết ấy, chúng ta viết ra những cái điều chúng ta suy nghĩ ấy, thì nếu là đúng không? Deva ở đây mang tính chất là nếu là cái đằng trước như vậy thì đằng sau là một điều không tốt. Nếu là một cái suy nghĩ mà gì nhỉ? Một mà ikagen mà không rõ ràng mà ai mai ấy, mà mơ hồ ấy thì không thể nào mà trở thành một bài văn hay được đúng không? Không, xin lỗi, không phải là trở thành bài văn hay mà không trở thành một bài văn hoàn chỉnh được, bài viết hoàn chỉnh được. Nantonaku wakatte irukoto demo hanashi kotoba de na de nara nantonaku no nuance wo nokoshita mama aite ni tsutaeru koto mo fukano dewa arimasen. Cho dù là gì nhỉ? Nantonaku là không hiểu sao. Cho dù là cái điều mà chẳng hiểu sao chúng ta lại hiểu đúng không? Tức là chúng ta hiểu mà không có cái lý do gì, không có cái giải thích gì là tại sao chúng ta lại hiểu ấy. Đấy, cho dù là những cái gì đây? Cho dù là gì nhỉ? Cho dù là những cái từ, những cái việc mà chúng ta chẳng hiểu tại sao chúng ta hiểu, thì nếu là gì nhỉ? Nếu là ngôn ngữ nói, nếu là nói chuyện ấy. Đấy. D nara thực ra là bằng cái hình thức như vậy đúng không? Nara là nếu mà thôi. Thì không phải là không có khả năng đây. Các bạn thấy nhá, Fukano là không, bất khả năng là không có khả năng, Dewa Arimasen là không, không phải là không có khả năng, vậy tức là có khả năng đúng không? À, ngay cả những việc mà chúng ta không biết tại sao chúng ta lại hiểu ấy, thì vẫn có thể có khả năng sẽ truyền tải được đối phương, đúng không nhỉ? Đấy, cái gì đây nhỉ? Cái ở đây có cái từ nuance sự nhá. À, bimyo na kanji, cái cảm giác khó hiểu đúng không? Cảm giác khó giải thích. À, thì nếu là ngôn ngữ mang tính chất không phải mà là khi nói chuyện ấy thì có khả năng là truyền tải được đến đối phương và để nguyên lại cái gì nhỉ? Cái cảm giác khó hiểu đó, cái cảm giác nan tô na cự đấy của chúng ta nếu mà chúng ta nói chuyện. Nhưng sore ni taishite kakikotoba no bae ni wa sono nan tô na cự wa matatsu tsutawaranai bae ga oi no desu. Nhưng đối lập với cái đó đúng không, lại có từ sore. Cái đó là cái gì nhỉ? Cái đó là chính là cái hanashikotoba, đối lập với lại những cái từ mà ngôn ngữ nói này, đối lập lại cái việc nói chuyện này thì viết này. Đấy, thì những cái từ thuộc ngôn ngữ viết, trường hợp ngôn ngữ viết ấy thì sao? Thì sono nan to naku wa matatsu tsutawaranai bae ga oi no desu. Thì có rất là nhiều trường hợp ấy, cái nan tô na cự đấy nó không được truyền tải. Đấy, tức là nếu mà nói chuyện thì người ta có thể hiểu được cái sắc thái khó hiểu nan tô na cự đó, thế nhưng mà viết ra thì người ta sẽ không thể nào người ta biết được. Người ta gạch chân câu này nhé, các bạn xem câu hỏi là gì. Nan tô na cự wa matatsu tsutawaranai bae ga oi to aru ga naze ka. Câu hỏi là câu hỏi naze, tại sao đúng không? Đấy, tại sao người ta lại viết là cái nan tô na cự ấy nhiều trường hợp nó hoàn toàn không được truyền tải. Thì chúng ta đọc tiếp nhé, bởi vì đoạn trên chúng ta chưa thấy có nguyên nhân gì đúng không nhỉ? Miburi mo teburi mo tsukaemasen. Miburi là kiểu như là ngôn ngữ cơ thể, body language ấy. Còn teburi là kiểu như là động tác tay ấy. Đấy. Bởi vì chúng ta không thể sử dụng ngôn ngữ cơ thể được.
các động tác tay được. Kao no hyojo date yomite niwa tsutawarimasen. Đến cả cái biểu cảm của gương mặt chúng ta cũng không thể nào truyền tải được đến gì đấy nhỉ? Được đến người đọc. À vậy thì lý do mà cái này nó không truyền tải được chính là bởi vì không có được cái biểu cảm truyền tải, không sử dụng được những cái này. Vậy thì chúng ta sẽ xem ý nào là giống nhá. Một này, yomite to no yaritori ga nai kara, bởi vì không có sự trao đổi với người đọc. Không phải đúng không? Không phải là không có sự trao đổi với người đọc. Nghe thì có vẻ đúng thế nhưng mà người ta không có nhắc đến ở đây. Yomite ni tote uketori kata ga kawaru kara, bởi vì là tùy vào từng người đọc mà cái gì nhỉ? Mà cái cách cảm nhận ấy nó khác nhau, cách nhận khác nhau, sai. Câu số 3 này, bimyo na kankaku o hyogen suru kotoba ga sukunai kara, bởi vì ít những cái từ biểu hiện ra cái cảm giác mơ hồ khó hiểu. Cũng không phải. Câu 4 nhá, moji igai ni hyogen shudan ga nai kara, đã đúng là 4. Bởi vì sao? Câu 4 nó bảo này, bởi vì không có cái phương pháp biểu hiện nào khác ngoài chữ viết. Chính xác không? Đây, nó bảo cái câu đấy nó gạch chân ở đây nhá. Và câu sau nó bảo là chúng ta không thể sử dụng được cái ngôn ngữ cơ thể, đúng không? Các động tác tay làm nền cũng như là cái gương mặt của chúng ta cũng không biểu hiện được gì đây nhỉ? Biểu hiện được, thể hiện, truyền tải được đến cho người đọc. Đấy là nguyên nhân khiến cho cái sắc thái nan tố nan cự này nó không thể truyền tải được đến người khác. Đấy, vậy thì đúng của chúng ta phải là mấy đây? Phải là 4 nhá, mới chính xác được. Chứ còn những cái 1, 2, 3 người ta không có đề cập đến ở đây. Tiếp theo này, それだけ曖昧ではなくはっきりと考えを定着させる、定着させる。Xin lỗi, đây thiếu một chữ sa. それだけ曖昧ではなくはっきりと考えを定着させることが求められるのです。là gì đấy? À, vậy thì cái việc mà gì nhỉ? Cái việc mà không phải là cái sự mơ hồ, đúng không? Cái sự mơ hồ, cái sự gọi là không rõ ràng như thế, mà sẽ cần phải làm sao nhỉ? Sẽ cần phải sắp xếp, đúng không? Làm ổn định cái suy nghĩ của chúng ta một cách rõ ràng chắc chắn đã. Đấy, cái đó được yêu cầu khi mà viết nhá. Motome ra đây được là được yêu cầu cái việc đấy. Không phải là cái sự mơ hồ mà phải là một cái sự chúng ta đã làm ổn định, làm rõ ràng cái suy nghĩ của chúng ta rồi. Sono yona imi de kaku という行為はもやもやしたアイディアに明確な言葉を与えていくことであり、だからこそ書くことで考える力もついていくのです。Với ý nghĩa như vậy thì cái hành vi viết ấy, nó sẽ làm sao đây nhỉ? Nó là cái mà tạo ra cái những cái từ chính xác cho cái gì nhỉ? Tạo ra những cái từ một cách rõ ràng chính xác cho những cái suy nghĩ mà moya moya, cho những cái suy nghĩ mơ hồ của chúng ta. Đấy, bonjari đây là mơ hồ nhá. Và nhờ cái việc đó mà sao nhỉ? Bằng cái hành vi viết này, kaku koto de, bằng cái viết thì cái kangairu chikara, cái năng lực, khả năng suy nghĩ của chúng ta ấy, nó sẽ được gì nhỉ? Được bồi đắp. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái câu cuối cùng của chúng ta. この文章で筆者が最も言いたいことは何か? Điều người ta muốn nói nhất qua đoạn văn này là cái gì? Câu 1. 話すより書く方が自分の考えを人に伝えられる. Viết ấy, nó sẽ có thể truyền tải được suy nghĩ của bản thân tới người khác hơn là nói. Cái điều này có chính xác không? Không, cái này không có nói so sánh hai cái với nhau nhé. Do vậy, nói cái nọ hơn cái kia là sai. Câu số 2. 自分の考えを書いて表現することで思考力が向上する。Bằng cái việc mà chúng ta viết ra những suy nghĩ của bản thân và biểu hiện nó thì cái khả năng suy nghĩ của chúng ta sẽ được nâng cao. Chính xác không nhỉ? Đây là đáp án chính xác. Bằng chứng chỗ nào? Bằng chứng là đây này. Đây. Câu cuối cùng luôn các bạn nhé. Đấy. Thì các bạn có người ta lại dùng từ đồng nghĩa nhá. Đó là gì nhỉ? Đó là kangaeru chikara, là cái
khả năng suy nghĩ nó chính bằng si cô điêu cử. Đấy. Đúng nhỉ? Rồi thì cô dô sư rự, hướng thượng này, nâng cao thì cũng gần giống như là kiểu suy tê y cự. Suy tê là gắn, đính kèm, y cự là ngày càng, đúng không nhỉ? Đấy. Tiếp theo nhá, ở đây người ta bảo là gì nhỉ? Viết ra những cái suy nghĩ của mình đúng không? Thì chỗ nào nó là viết ra đây? Chính là ca cừ cô tô đế đây này. Đấy. Do vậy chúng ta sẽ có đáp án đúng của chúng ta phải là đáp án số 2. Những câu còn lại thế nào? Câu 3 nhé. Ji kao kakete nando mo kaki naoseba wakari yasui bunsho ga kakeru. Nếu mà chúng ta dành thời gian để viết đi viết lại nhiều lần ấy, thì có thể viết ra được một bài văn dễ hiểu. Không phải đúng không? Đây không phải là điều người ta nói. Câu 4 này. Shiko ryoku o tsukeru tame ni wa aimai na kange wa kakanai hou ga ii. Để có thể trang bị cho mình được cái khả năng suy nghĩ ấy, thì không nên viết những không nên viết những cái suy nghĩ mơ hồ. Ở trên này thì thực ra người ta cũng có nói đúng nhỉ, ai mai đều là na cự. Đấy. Thế nhưng mà đây không phải là cái điều người ta muốn nói nhất ở trong cái đoạn này nhá. Đúng không? Điều muốn nói nhất. Và người ta cũng không phải là khuyên một cách rõ ràng, do vậy dùng dạng hồ gai là cũng không thực sự chuẩn, đúng không nhỉ? Như vậy đúng chúng ta là đáp án số 2. Dùng hình thức từ đồng nghĩa, các bạn lưu ý cho sensei hiện từ đồng nghĩa nhá. Đây cũng dùng này. Đấy. Đây cũng dùng. Thậm chí cái 4 cũng dùng, đúng nhỉ? 4 mặc dù là không viết rõ ra nhưng mà cái biểu hiện nó cũng gần giống, bởi vì sao? Teburi. Chúng ta có miburi này, đúng không nhỉ? Rồi thì teburi tsukae nai, không thể sử dụng được những cái này, rồi thì hiojo, đúng nhỉ? Hiojo mo tsutawaranai. Thì nó chính giống như là không có cái phương pháp biểu hiện nào khác ngoài cái chữ viết. Đấy. Như vậy là chúng ta đã chữa xong cái bài đọc hiểu số 1 này. Thì các bạn hãy xem thật kỹ để xem cách dịch cũng như là cũng như là cách chọn đáp án nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sắp tới. Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần chữa bài tập bài đọc hiểu chung. Chúng ta cùng đọc nhé. Nomimono kai ni inryo uriba ni iku to shouhin ga tayo ni natte iru koto ni kizuku. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Cứ hễ mà đi đến gì đây nhỉ? Đi đến những cái quầy bán đồ uống đúng không? Uriba là quầy bán, inryo là đồ uống. Cứ mà đi đến những cái quầy bán đồ uống để mua đồ uống ấy, thì chúng ta sẽ kizuku, chúng ta sẽ nhận ra cái việc là cái sản phẩm đúng nhỉ? Nó rất là đa dạng đúng không? Cái từ tayo ấy là đa dạng, sản phẩm nó đang trở nên rất là đa dạng. Kore ra no naka kara shouhi sha ni jisha no seihin o sentaku shite morau tame meika wa aji wa mochiron botoru ni mo korawatte iru. Ở đây chúng ta thấy có cái mệnh đề là mệnh đề tame, có nghĩa là để đúng nhỉ? Đấy. Temorau có nghĩa là để được ai đó làm gì đúng không? Thì ở đây có cái động từ sentaku là động từ lựa chọn. Vậy thì cái đối tượng sẽ làm hành động lựa chọn đấy là người tiêu dùng đúng không nhỉ? Bởi vì trợ từ ni này, câu này có nghĩa là để nhận được cái sự lựa chọn từ phía người tiêu dùng đúng không? Đấy. Để nhận được cái sự lựa chọn từ phía người tiêu dùng đối với lại sản phẩm của công ty đấy ấy, của cái công ty mà đã tạo ra nó ấy, từ trong số những cái đó. Korera no naka kara. Ở đây có xuất hiện chỉ thị từ korera là những cái này. Thì những cái này là những cái gì? Những cái này chính là những cái đồ uống đúng không nhỉ? Đây là những cái nomimono đây này. Trong số rất là nhiều cái loại đồ uống khác nhau ấy, thì làm sao đây? Để mà khách hàng họ lựa chọn cái sản phẩm của công ty mình ấy, đúng không? Ý câu này là vậy. Thì sao? Thì maker là nhà sản xuất. Nhà sản xuất ấy thì vị là đương nhiên rồi. Vị là đương nhiên, tức là vị của đồ uống thì đương nhiên là phải cẩn trọng rồi. Botoru là cái chai, cái lọ đựng, cái chai đựng. Người ta cũng rất là gì nhỉ? Người ta cũng rất là để ý, chú tâm vào cái botoru nhá, cái chai đựng. Vậy thì có thể đoán là bài này nói về cái chai đựng của đồ uống đúng không nhỉ? Chúng ta cùng đọc tiếp này. Aru meka ga shigoto chū ni nonde morau koto o neratte ryoku cha no shin seihin o kaihatsu shita. Một cái nhà sản xuất nọ ấy, đúng không? Họ nerate
Đây là cái động từ nerau, có nghĩa là nhắm vào, hướng tới, nó có kanji nhá. Nerau. Nó đang bị lỗi. Đây, kanji là chữ này. Đúng nhỉ, có nghĩa là nhắm vào. À, một nhà sản xuất họ đã nhắm vào cái việc là gì đấy? Để cho gì đấy nhỉ? Để cho người sử dụng họ uống trong giờ làm việc đúng không? Và họ đã phát triển một cái loại sản phẩm mới là một cái loại ryokucha, một cái loại lục trà. Shigoto chuu ni yoku nomareteiru kohi no kawari ni naru yoni aji wa tsujou yori koku shita. Họ đã gì nhỉ? Họ đã cái vị ấy, thì họ đã làm đậm hơn so với thông thường để làm sao đấy, để cho trong giờ làm việc ấy sẽ uống gì đây nhỉ, sẽ uống thay thế cho cái cà phê mà đang hay hay được mọi người uống trong giờ làm việc nhá. Đấy, để có thể thành một cái thứ thay thế cho cà phê hay được uống trong giờ làm việc thì họ đã làm cái vị của nó đậm hơn so với thông thường. Mata botoru wa petto botoru, xin lỗi, mata botoru wa petto botoru dewa naku kohi ni oku tsukawareru kinzoku se no moto toshi kaori ga tanoshimeru yoni ku nomi guchi wo hiroku shita. Thêm nữa này, cái chai ấy thì sao, cái chai thì không phải là chai gì đây nhỉ, không phải là chai chai nhựa, không phải là peto botoru, mà là chai gì, mà là chai kinzoku se, kim thuộc và tính, có nghĩa là chất chai thuộc loại kim loại nhé, không phải là chai nhựa, mà họ gì nhỉ, họ làm thành. Nhiều người sẽ thắc mắc cái từ toshi đây có nghĩa là gì đúng không? Thực ra toshi này ấy, nó chính là gì nhỉ? Nó chính là cái mono to shimasu. Mono to shimasu. Quyết định làm thành cái đó, hoặc là dễ hơn là chúng ta được học là mono ni shimasu, làm thành cái đó. Đấy, nhưng mà đây ở dạng lửng người ta sẽ còn gì đấy, còn si thôi, người ta không cần thêm t hay là mas vào đằng sau nữa. Chính là gì nhỉ? Người ta quyết định làm thành cái dạng kim loại. Đấy. Mà hay được sử dụng nhiều trong cà phê, ví dụ uống cà phê thì thông thường là người ta hay dùng cái lon kim loại đúng không? Thì ý người ta đây là như thế. Và người ta làm sao nhỉ? Người ta hiroku shita, người ta làm rộng cái nomiguchi, kiểu như là cái miệng chai, cái miệng chai, cái miệng cái miệng của cái chai đó ấy nhá. Không phải là đây là cái miệng chúng ta uống đâu, mà đây là cái miệng của cái chai. Người ta làm rộng cái miệng chai ra để có thể ngửi thấy, có thể tận hưởng cái mùi gì nhỉ? Cái mùi thơm của đồ uống. Botoru no iro tsukai wa koiryoku ya kuro ya kin nado ni shite aji no kousa ya kokyu kan wo hyogen shita. Cái cách sử dụng màu sắc của chai ấy, thì người ta chọn những cái màu như là màu màu vàng này, đúng không? Màu vàng bạch, màu vàng ánh kim, màu đen và màu gì đây nhỉ, và màu màu lục đậm, người ta biểu hiện cái độ cao cấp đúng không đấy, và gì nhỉ, và cái độ đậm của trà nhé. Kore ra no doryoku ga minori nerai dori ni kōchō na ureyuki wo misete iru という. Những cái nỗ lực này đã gì nhỉ, đã được gọi là đã được đã thu được thành quả. Vậy thì những nỗ lực này là những nỗ lực nào? Chính là gì đây? Chính là người ta cho vào trong gì nhỉ? Người ta cho vào trong cái kim loại này, sử dụng cái đồ bằng kim loại này. Thứ hai là gì đây các bạn? Thứ hai là làm rộng cái miệng chai này. Đúng không? Thứ ba là gì đây? Sử dụng màu đậm này. Sử dụng màu sắc này. Đấy. Đấy là những cái nỗ lực người ta đã sử dụng nhá. Những cái nỗ lực này ấy, nó đã minori, nó đã gặt hái được thành quả, và nghe nói là gì nhỉ? Đang cho thấy cái ureyuki, kiểu như là cái doanh thu, cái doanh số rất là cô trồ, rất là kiểu như là thuận lợi ấy, rất là tốt, theo đúng như những cái gì mà họ nerai, những cái gì mà họ họ định hướng, họ ngắm đến từ lúc đầu. Ở đây có phần gạch chân, vậy đây sẽ là có câu hỏi, chúng ta cùng xem câu hỏi là gì nhé. Kono nerai dori ni kōchō na ureyuki wo misete iru to aru ga dono yona hito tachi ni yoku.
irete iru no ka, có viết cái câu là đang cho thấy cái việc gì nhỉ, cái doanh thu tăng trưởng đúng không, theo đúng như cái đích ngắm của họ, vậy thì người ta bán cho những người như thế nào. Vậy thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện cái cụm từ gì nhỉ, nera ở đây đúng không. Đấy, bán cho người như nào thì chúng ta chỉ cần nhìn cái đối tượng của đích ngắm thôi. Shigoto chiu ni nonde moeru koto, tức là những cái người để cho những người uống trong giờ làm việc. Vậy thì cái người mua sẽ là người uống trong giờ làm việc, chúng ta sẽ chọn đáp án đấy nhé. Câu 1 này, Shigoto chiu ni kohi o nonde ita hitotachi, những người uống trong giờ làm việc đúng không? Đúng rồi. Đáp án đúng là số 1. Đấy. Câu số 2, Kokyu no kohi o yoku nonde ita hitotachi, những người mà uống cà phê cao cấp. Không phải, cái này là câu sai. Câu 3 này, Hoka to chigaru ryokucha seihin o motomete ita hitotachi, những người mà yêu cầu cái sản phẩm lục trà khác với những chỗ khác. Không phải. Câu 4, ryokucha no kaori o tanoshimitai to omotte ita hitotachi, những cái người mà muốn tận hưởng cái mùi thơm của lục trà. Sai đúng không? Nói chung là chúng ta nhìn vào cái nerai ở câu đầu tiên thì chúng ta biết rằng đấy là những người mà uống trong gì nhỉ? Uống trong giờ làm việc. Vậy thì đúng của chúng ta phải là mấy đây? Phải là đáp án số 1 nhá. Chúng ta cùng học tiếp này, xem tiếp. Kono re no yoni meka ga botoru ni mo kodawaru no wa shouhisha ni botoru no zaisitsu ya katachi no suki kirai ga aru という事実 ga aru から. À, như cái ví dụ ở trên đây, kono re no yoni, đúng nhỉ? Ví dụ ở trên đây là ví dụ mà người ta vừa đưa ra đấy. Như cái ví dụ ở trên đây ấy, thì chúng ta thấy rằng cái lý do nhé, cái lý do mà nhà sản xuất họ gì nhỉ, họ chú ý, họ để ý đến cả cái chai đựng ấy, là bởi vì có một sự thực đúng không, đuôi là kara này, là bởi vì có một sự thực là người gì nhỉ, ở trong người tiêu dùng họ có những cái suki kirai, họ có cái thích, có cái ghét, họ có cái gọi là cái sự kén chọn, họ có sự kén chọn về hình dáng cũng như là cái zaisitsu là chữ tài và chữ chất, có nghĩa là cái gì nhỉ, cái vật liệu đúng không, cái chất liệu làm cái chai đó. Ryokucha no botoru ni kansuru aru shouhisha chousa no kekka o miru to kinzoku se botoru ni taishite 60 sai miman no hito wa 高級感を感じ、好印象を持っているが、60歳以上の人は抵抗を感じ、ペットボトルの方を好むことが分かった。Chúng ta ha gì nhỉ? Chúng ta sẽ xem một kết quả điều tra người tiêu dùng, đúng nhỉ? À, liên quan đến cái gì nhỉ? Đến cái chai đựng lục trà nhé. Đấy, người ta có gạch chân vậy. Có thể là người ta sẽ hỏi cái gì nhỉ? Người ta sẽ hỏi cái nội dung. Các bạn thử xem đây này. ある消費者調査の結果について、この文章で述べられているのはどれか。Cái điều mà người ta đang tường thuật, người ta đang nói đến trong đoạn văn này là gì? Thì chắc chắn là chúng ta phải đọc hết cái đoạn đấy để xem là người ta đang nói đến cái vấn đề như thế nào nhá. Đây. Thì này. Kinzoku se botoru ni taishite, tức là gì đấy? Liên đối với lại cái chai mà làm bằng kim loại ấy, thì những cái người mà mi man là vị mãn, tức là chưa đạt, chưa đủ, những cái người mà chưa chưa đến 60 tuổi thì họ có một cái ấn tượng tốt, họ cảm thấy cái đó rất là cô kêu, người ta cảm thấy cái đó rất là cao cấp. Thế nhưng những cái người mà Rokujusai đúng nhỉ, Rokujusai Ijo là những người mà trên 60 tuổi ấy, thì họ lại cảm thấy tê cô, chứ hẳn là đề và kháng, tức là cảm thấy ngược lại, cảm thấy không tốt, cảm thấy không thích, người ta lại cảm thấy không thích và người ta lại chuộng cái gì đấy, người ta lại chuộng cái gì nhỉ, cái chai nhựa hơn đấy. Shikashi, thế nhưng shikashi petto botoru wo konomu to itemo sono katachi ya iro nitsuite wa iken ga wakareta, thế nhưng cho dù nói là thích chai nhựa đi chăng nữa thì ý kiến cũng phân tán, ý kiến cũng chia rẽ về cái màu sắc cũng như là hình dáng của nó, đúng không? Tức là những cái người mà trên 60 tuổi mặc dù họ có thích chai nhựa đi chăng nữa thì màu sắc hình dáng cũng khác nhau nhé, cái ý kiến của họ cũng khác nhau. 60歳以上の男性は見慣れ
Minareta kadachi ya iro no petto botoru no hyouka ga takai ga dounendai no josei wa me atarashii kadachi ya iro no petto botoru ni gokan o motte ita. Câu này có nghĩa là gì nhỉ? Những người nam giới mà trên 60 tuổi ấy, thì sao? Thì họ đánh giá cao, đúng không? Hyouka ga takai, họ đánh giá cao những cái chai mà có màu sắc và cái hình dáng minareta mà quen mắt, quen thuộc với họ. Thế nhưng mà những cô gái mà đô nên đại, cùng niên đại, tức là những cô gái, những cái người phụ nữ mà cũng cùng cấp tuổi như thế ấy, cũng cùng trên 60 tuổi đấy ấy, thì họ có một cái gì nhỉ? Họ có cái cô cần hào cảm, tức là họ có cái sự yêu thích đối với lại những cái chai mà có màu sắc và hình dáng mới, đúng không? Nên đại ya seibetsu ni yotte kono you ni konomu ga wakareru ijo mise ni tayou na shouhin ga narabu koto ni naru no wa mottomo na koto daro. Ở đây có cái từ ijo là ngữ pháp đấy các bạn nhé, ngữ pháp là một khi. Một khi mà sao nhỉ? Một khi mà cái sở thích nó được chia rẽ như thế này do cái tuổi tác và giới tính, đúng không? Ở đây người ta đang có tuổi tác là 60 và giới tính là nam nữ này. Một khi mà cái sở thích nó kiểu như là nó phân tán, nó chia rẽ như thế này, đúng không? Do tuổi tác và giới tính khác nhau, thì cái việc mà ở cửa hàng xếp nhiều sản phẩm đa dạng khác nhau là cái điều motomo, là điều đương nhiên. Trong trường này cái từ motomo là giống như từ mochiron nhá, atarimae, được chưa? Thì đó là cái nội dung của bài này. Chúng ta sẽ đọc, chúng ta sẽ trả lời tiếp các câu còn lại này. Câu số 64 nhá, xem cái điều gì đúng về cái đó nhá. Câu 1. Gì nhỉ? Kinzoku se botoru ni taisuru teikoukan ni wa danjo sa ga aru. Cái cảm giác teiko, cái cảm giác đối kháng ấy, cái cảm giác gọi là không thích đối với lại cái chai nhựa, cái chai bằng kim loại, thì có cái sự gì nhỉ? Có cái sự khác nhau giữa nam và nữ. Có không? Ở đây người ta đang nói đến nam và nữ ở trong cái gì nhỉ? Ở trong cái chai kim loại không các bạn? Chai kim loại người ta không hề nói đến nam và nữ nhé. Nam và nữ nó chỉ nói đến cái hình dáng và cái màu sắc của chai petto bottle thôi, chứ còn kim loại không có nói đến. Kim loại người ta đang so sánh giữa người trên 60 và người chưa đạt 60. Do vậy câu đầu tiên là câu sai. Câu số 2. Kinzoku se botoru ni taishite wa 60 sai wo sakai ni konomi ga wakareru. Đối với lại cái chai kim loại ấy, thì cái sở thích nó được chia ra với cái gì nhỉ? Với cái ranh giới, cái biên giới là 60 tuổi. Ở đây có cái từ, đây là chữ cảnh. Nó đọc là sakai, có nghĩa là biên giới, ranh giới. Có chính xác không các bạn? Chúng ta thấy rằng ở đây người ta nói là gì nhỉ? Về cái chai kim loại nhé, thì những người chưa 60 ấy thì thích, đúng không? Có cảm giác nó cao cấp, còn người trên 60 thì lại không thích và thích cái petto bottle hơn. Như vậy đây là câu chính xác, đúng nhỉ? 60 là cái ngưỡng phân ra làm hai cái kiểu người như như thế. Câu số 3. Me atarashi katachi ya iro no petto bottle wa seibetsu o towazu konomareru. Những cái chai mà có màu sắc và hình dáng mới ấy, thì được thích không kể giới tính. Không phải, những cái mới đấy là do phụ nữ thích, chứ còn nam giới không có thích. Đây, câu này đúng không? Đây, donendai no jose wa me atarashi. À đây thì bị thiếu mất một chữ y nhá, chúng ta sẽ chèn thêm một chữ y vào đây. Những cái người phụ nữ thì họ gì nhỉ? Họ thích những cái mới, còn người nam giới người ta thích những cái quen mắt. Do vậy nói là seibetsu o towazu là chưa chính xác. Chúng ta sẽ loại câu này. Câu số 4. Rokuju sai ijo no hito wa danjo tomo ni minareta katachi ya iro no petto bottle o konomu. Những người mà trên 60 tuổi ấy, cả nam lẫn nữ, ở đây tomo ni tức là cả hai, thì đều thích những cái chai nhựa có màu sắc và hình dáng quen mắt. Chỉ có nam thích thôi, nữ người ta không có thích nhé. Do vậy dùng như thế này là không đúng. Tiếp theo chúng ta cùng xem câu 65 này. Meka no torikumi nitsuite kono bunshou kara wakaru koto wa nanika. Về cái gì nhỉ? Về cái nỗ lực của nhà sản xuất ấy, thì chúng ta hiểu được cái điều gì từ đây. Câu 1 này. Aji dake de naku yoki ni mo shouhisha no konomi o hanei sasete iru. Nó đang phản ánh cái sở thích của người tiêu dùng
vào trong cái yoki, tức là cái đồ đựng, cái vật đựng, cái vật chứa, chứ không phải là chỉ riêng vị. Chính xác không? Đây là đáp án đúng, đúng nhỉ? Ngay từ câu đầu tiên người ta bảo sao đây? Người ta bảo này, nhà sản xuất nhá, đang gì đây? Đang chú trọng vào không chỉ vị mà còn cả cái chai nữa, đúng không? Đấy là cái mà giúp chúng ta chọn ra cái ý đầu tiên. Thứ hai là gì đây? Câu này. Đây này, đây cũng là một câu rất là quan trọng đây này. Đấy. Câu này có nghĩa là lý do mà nhà sản xuất họ lại để ý vào cái chai như thế là bởi vì có cái sự thực đấy là gì? Là người tiêu dùng họ có cái sự kén chọn về hình dáng cũng như là chất liệu của cái chai, đúng không? Vậy thì đấy là hợp lý rồi, rất là hợp lý so với lại câu đáp án số 1 rồi. Không chỉ vị mà người ta còn có gì nhỉ? Người ta còn có cái sở thích ở cái vật đựng nữa. Thì ở đây cái từ yoki là chữ dung và chữ khí, nghĩa là vật đựng, chính là cái bộ tô đựng đấy. Đúng là một nhá. Câu số 2 này. Aji yori mitame o juushi suru yo ni natte kite iru. Người ta chú trọng vào cái bên ngoài hơn là cái vị. Sai. Ở đây không có chỗ nào nói là so sánh là bên ngoài hơn vị hết. Loại. Câu số 3. Meka ni tai suru shouhi sha no insho yoku shiyou to shite iru. Người ta đang cố gắng tạo ra ấn tượng, đúng nhỉ? Người ta đang cố gắng là tạo ra ấn tượng tốt với người tiêu dùng, đối với nhà sản xuất. Không phải, đúng không? Ở đây không có chỗ nào nói đến cái tạo ấn tượng tốt hết. Câu số 4 này. Nendai ya seibetsu no chigai o koete ureru shouhin o kaihatsu shite iru. Người ta đang phát triển những cái sản phẩm bán chạy vượt cả sự khác nhau giữa độ tuổi và giới tính. Ở chỗ này là không có nói nhé. Do vậy đúng chúng ta là đáp án số 1. Thì đấy là cái nội dung của cái bài đọc này của chúng ta. Thì các bạn hãy xem video thật là kỹ để xem cái cách gì nhỉ, cách dịch, cách lập luận cũng như là gì đây, cách chọn đáp án. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.